Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin tài chính thị trường. Sau đây là một số tin tức cập nhật sẽ có trong những phút sắp tới của bản tin. Mời quý vị cùng điểm qua. Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai dự kiến ổn định trong tháng 5. Nâng cao sản lượng khai thác và chế biến than. Sri Lanka đề nghị IMF hỗ trợ tài chính để tránh nguy cơ vỡ nợ. Thưa quý vị, sau hơn một tháng tạm dừng do tình hình dịch bệnh Covid-19 phía Trung Quốc, hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Lào Cai đã được mở trở lại. Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên bị gián đoạn, lượng xe được thông quan cũng không nhiều do phía hạ khẩu Trung Quốc thiếu đội ngũ công nhân bốc xếp, lái xe trung chuyển. Các ngành chức năng của Lào Cai hiện đang tích cực trao đổi với bên hạ khẩu Trung Quốc, duy trì lại hoạt động xuất nhập khẩu sao cho ổn định. Tuy nhiên, do thiếu nguồn nhân lực ở các khâu nên hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai dự kiến phải sang tháng 5 tới mới có thể ổn định trở lại như trước. Đấu giá quyền sử dụng đất, thực tiễn pháp lý và giải pháp là chủ đề cuộc hội thảo khoa học diễn ra sớm sẽ giúp hoạt động này được quản lý tốt, đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách để đầu tư phát triển. Nhằm đáp ứng tối đa sản lượng than cho sản xuất điện và các khách hàng trong điều kiện nhu cầu than tăng cao, thời gian qua, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động tối đa các nguồn lực cho sản xuất, kết hợp các giải pháp điều hành linh hoạt, nâng cao tối đa sản lượng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu tiêu thụ than trong nước, nhiều giải pháp đã được các đơn vị trực thuộc TKV chủ động triển khai ngay từ thời điểm đầu năm. Tại công ty cổ phần Than Cao Sơn, bên cạnh việc đầu tư tăng cường trang thiết bị, phục vụ khai thác, thì việc hoàn thiện các quy trình sản xuất đã mang lại những hiệu quả nhất định. Hết quý 1, sản lượng khai thác của đơn vị đạt xấp xỉ 1,9 triệu tấn, chiếm 27% kế hoạch năm. Trong quá trình đầu ca và cuối ca và làm quy trình đầy đủ và ca trước làm quy trình ca sau để nâng cao sản lượng, tăng cái giờ hoạt động của máy lên, chạy xe giao ca, đầu ca, hạn chế cái giờ chết máy. Bên cạnh việc vận động công nhân thêm ca thêm giờ, tăng thời gian làm việc hữu ích, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất, sử dụng đồng bộ thiết bị công suất lớn, tiếp tục triển khai công nghệ vận tải liên hiệp trong khai thác than lộ thiên, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, giảm giá thành và giảm lao động trực tiếp. Giải pháp trọng tâm của công ty là sẽ về cơ bản là sẽ cải thiện toàn bộ cái hệ thống vận tải than ở dưới mức 250. Và đẩy mạnh triển khai xuống sâu mỏ dưới mức -400 và chủ động về công tác đầu tư cơ giới hóa từ khâu đào lò và đến khâu khai thác. Thì sau khi mà cái than sản xuất chúng ta tăng lên thì cái dây chuyền vận tải của chúng tôi từ mức 400 đến mặt bằng kho than trung tâm phải thường xuyên được kiểm soát và chăm sóc, bảo dưỡng hàng ngày hàng kỳ. Đặc biệt là đối với các ngày chủ nhật thì chúng tôi sẽ bảo dưỡng tối đa để không để cái ách tắc sản xuất. Để đáp ứng nhu cầu than tiêu thụ ngày càng gia tăng, TKV đã điều hành tăng sản lượng than nguyên khai sản xuất năm 2022 lên mức tối đa gần 41 triệu tấn. Và để thực hiện mục tiêu đó, ngay từ thời điểm hiện tại, các đơn vị thành viên đã sẵn sàng huy động tối đa các nguồn lực cho sản xuất, đặc biệt là đẩy mạnh quá trình đầu tư, cơ giới hóa đồng bộ trong quá trình khai thác và chế biến. Trong quý 1, công ty đã tổ chức triển khai, lắp đặt, hoàn thiện một cái lò chợ cơ giới hóa đồng bộ tại cái lò chợ 173. Và cái lò chợ này đã đưa vào hoạt động khấu than và rất là hiệu quả. Có những ngày cái sản lượng đã đạt được 4.000 tấn trên một ngày. Ngoài cái việc mà cái lò chợ này thì công ty rà soát lại toàn bộ các cái khâu sản xuất. Chỗ nào có thể cơ giới hóa được, tự động hóa được thì công ty đã triển khai thực hiện. Theo TKV, trong quý 2 năm 2022, tập đoàn tiếp tục tăng nhịp độ sản xuất để tăng 1,5 triệu tấn than nguyên khai so với kế hoạch, phấn đấu tiêu thụ than ở mức cao nhất. Theo đó, than nguyên khai sản xuất 11,4 triệu tấn, tiêu thụ trên 14 triệu tấn. Bên cạnh đó, TKV tiếp tục bám sát tình hình vận hành và sử dụng than của các nhà máy nhiệt điện để có sự chủ động trong việc điều hành tiêu thụ, chủ động trong điều hành sản xuất, nhập khẩu than để cung cấp than theo hợp đồng. Giá vé máy bay 30 tháng 4, 1 tháng 5 cao ngang dịp Tết là những thông tin thị trường đáng chú ý sẽ có ngay sau đây. Nhiều chặng bay du lịch từ Hà Nội dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 đang gần chạm trần giá vé, trong khi giới du khách từ thành phố Hồ Chí Minh giá vé cũng đã lên mức cao. Giới đường bay từ Hà Nội đi Phú Quốc, điểm du lịch nội địa được đánh giá là hấp dẫn nhất trong năm 2022. Hãng bay đang có giá vé khứ hồi rẻ nhất là Bamboo Airways 6 triệu đồng. Những lựa chọn khác của hành khách là chuyến bay của Vietjet Air ở mức 6,2 triệu đồng và Vietnam Airlines Group ở mức 7,1 triệu đồng. Những tuần trước, giá rau củ tăng do giá xăng tăng, thì những ngày gần đây, giá rau củ tại Hà Nội đã có xu hướng giảm nhẹ, mang lại tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng. Cụ thể, giá rau xanh đang có xu hướng giảm nhẹ từ 10 đến 20%, như giá bồng tươi 7.000 đồng một mớ, rau muống 10.000 đồng một mớ, rau ngót 10.000 đồng một mớ. Giá các loại củ, rau gia vị khác đều giảm nhẹ, cụ thể tía tô 3.000 đồng một mớ, hành khô 40.000 đồng một ký, dưa chuột 15.000 đồng một ký, cà chua 20.000 đồng một ký. Thưa quý vị, chính phủ Sri Lanka đã chính thức đề nghị Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hỗ trợ tài chính cho nước này thông qua cơ chế có tên là công cụ cấp tài chính ngành nhằm có tiền chi trả cho những mặt hàng thiết yếu và khôi phục các chuỗi cung ứng trong nước. Động thái được Sri Lanka tiến hành trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang đối mặt với nguy cơ vỡ nợ và hiện không có đủ tiền trả các khoản nợ nước ngoài đến hạn. Phái đoàn Sri Lanka do Bộ trưởng Tài chính Ali Sabri dẫn đầu đã tiến hành đàm phán chính thức với IMF về chương trình công cụ cấp tài chính nhanh để giảm thiểu các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng và có nguồn tiền chi trả cho việc nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu như nhiên liệu, thực phẩm và thuốc men. Trước đó, Ấn Độ cũng đã đề nghị IMF cấp quy chế công cụ cấp tài chính nhanh cho Sri Lanka. Tuy nhiên, theo thông báo của trợ lý Bộ trưởng Tài chính Samir Savakhir, phía IMF cho rằng Sri Lanka chưa đủ điều kiện để được cấp công cụ cấp tài chính nhanh nên có thể sẽ được thay bằng cơ chế mở rộng cơ sở tài chính. Hiện Sri Lanka đang phải tìm kiếm khoản tiền lên tới 3 tỷ đô la Mỹ từ nhiều nguồn khác nhau để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế chính trị nghiêm trọng nhất kể từ khi giành độc lập năm 1948. Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Sri Lanka đã phải tạm hoãn trả nợ nước ngoài do không còn đủ tiền mua các mặt hàng thiết yếu, khiến người dân phải sống trong cảnh thiếu lương thực và bị cắt điện, trong khi lạm phát cao kỷ lục. Trong một tháng qua, đồng nội tệ của Sri Lanka mất tới 35% giá trị so với đô la Mỹ. Ukraine đang thiếu hụt năng lực dự trữ lương thực nghiêm trọng dù đã giảm thu hoạch vụ mùa năm nay. Thưa quý vị, cảnh báo trên được chương trình lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc đưa ra hôm 19 tháng 4 trong bối cảnh xung đột đã khiến hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine bị đình trệ. Theo điều phối viên khẩn cấp chương trình lương thực thế giới tại Ukraine, sản lượng thu hoạch cũng như diện tích gieo trồng ngũ cốc và lúa mì tại Ukraine có thể giảm đáng kể trong thời gian tới. Tuy nhiên, thách thức lớn là việc Ukraine cần xuất khẩu lượng ngũ cốc tồn kho để nhường chỗ dự trữ cho vụ mùa năm nay, cũng như có thu nhập để mua hạt giống và phân bón cho vụ tiếp theo. Chương trình lương thực thế giới cũng cảnh báo nếu hoạt động xuất khẩu tiếp tục bị đình trệ, Ukraine sẽ không có chỗ dự trữ khoảng 15 triệu tấn ngũ cốc và nhiều nông dân cũng sẽ không có tiền để thanh toán cho chi phí vụ mùa năm nay. Trước xung đột, Ukraine là nhà xuất khẩu lúa mì lớn thứ 5 và là một trong 3 nhà xuất khẩu ngô, hạt hướng dương và lúa mạch hàng đầu thế giới. Năm 2021, sản lượng lúa mì của Ukraine đạt 40 triệu tấn. Việc thiếu ngũ cốc xuất khẩu từ Ukraine đã khiến giá lương thực tăng cao trên khắp thế giới. Bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và xin kính chào tạm biệt.